chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay toàn cảnh cách làm một chiếc rìu chặt xương heo. Đây là một chiếc lò xo. Đấy, rất chỉ là to, to khủng khiếp luôn. Ok, bây giờ ta sẽ bắt đầu ta làm. Cái lát xò đúng to chà bá nhỉ, to khổng lồ luôn. Cái này không biết là nó trọng tải nó là bao nhiêu nghìn tấn đó.
Đây, như cái rìu này tôi làm bằng lò xo đây. Rất sắc, đấy, cạo lông chân. Đấy. Rất sắc. Bây giờ tôi sẽ đem đi ốp cái phần cán này. Đây, như thế này tôi đã hoàn thiện xong cái rìu làm bằng lò xo. Bây giờ tôi thử test thử xương bò xem cái độ chịu lực của cái thép lò xo này như thế nào. Đây, bằng cái chất liệu của cái thép lò xo rất chỉ là tốt. Đấy, không hề cong vênh xuyến bể. Như cái chất liệu của thép này thì các bạn làm cái rìu như thế này thì về cái mẫu thì tôi thiết kế thì cũng được, cũng rất đẹp. Còn về cái chất liệu của cái lò xo này thì rất tốt. Đấy, các bạn thấy tôi chặt cả một khúc xương bò mà không hề cong vênh xuyến bể, chứng tỏ là cái độ chịu lực rất tốt. Còn về cái cán này thì các bạn nên làm bằng cái gỗ cẩm chỉ giống như tôi làm này. Đấy, chốt đinh đồng và được cái lỗ ở đây để ta trang điểm cái độ đẹp của cái rìu. Đấy, rất đẹp. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm cái rìu bằng lò xo đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.